Mở đầu chương trình sáng nay là thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua 17 tháng 9, tại chợ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh đã xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua 17 tháng 9, người dân thị trấn huyện Hương Khê đã phát hiện ngọn lửa phát ra trong đình chợ Sơn gần phía cổng chính nên đã nhanh chóng báo cho các lực lượng chức năng ứng cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều 6 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tiếp cận hiện trường cùng với các lực lượng khác tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bùng phát rất lớn nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến 23 giờ 30 phút, với những nỗ lực của cơ quan chức năng, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt. Được biết, toàn bộ hàng hóa trong đình chợ trên 130 kiosk đủ các mặt hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân xung quanh đình chợ và tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.